Dạ, xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh của em. Thì hôm nay em đang ở bãi xe của ô tô Phú Mẫn chi nhánh Đồng Nai. Bãi xe của tụi em thì mới vừa về đến đây được khoảng cái chừng 2 tháng rưỡi đến 3 tháng thôi ha. Bên chỗ tụi em chủ yếu là tập trung bán những cái xe dắt, xe đồng phen, xe phao, những cái thương hiệu xe đầu kéo, xe tải thùng. Đó, thưa quý vị, xe từ xe nhỏ đến xe lớn. Thì đây xin giới thiệu quý vị là xe dắt A5. Anh chàng này là anh chàng 7,55 tấn, thùng dài 9m6 ha. Đó, xe nhập khẩu nguyên chiếc. Quý vị thấy đầu tiên là đối với chiếc xe này, em quay phần ngoại quan thì quý vị có thể thấy là xe của chúng ta có sở hữu một cái thiết kế giống như cái con giống như nếu mà nhìn bên bề ngang á, thì nó giống như là Hyundai Tiago nha. Còn nếu mà nhìn đằng trước á, thì chúng ta có thể thấy là xe này á, nó giống một cái mẫu xe trước đây từng xuất hiện thị trường là xe K5 ha, K5 của Dắt. Thì những chiếc xe này nó được các anh tài xế đánh giá là thường là cái độ cứng cáp và cái độ khỏe của nó rất là tốt ha. Xe Dắt A5 ở cái phiên bản xe 2021 này, chúng ta thấy là thiết kế xe của chúng ta là có màu trắng, màu ghi với là màu xanh ha. Thì màu mà em đang giới thiệu là màu ghi. Ngoại quan của xe đây quý vị ha. Xe của chúng ta là xe Dắt A5 có hai loại tải là 9,1 tấn thùng dài 8,3 và 7,6 tấn thùng dài 9,6 m. Thì như cái xe này chúng ta thấy là về phần mặt trước của xe, chúng ta có là cái mặt logo Dắt nổi trên cái nền màu xám này ha. Xe rất nhìn trông rất là cứng cáp. Cái mặt ga lăng của xe thì thiết kế mặt phân tầng ha, nhìn cái logo nhìn rất nhìn logo chung với lại mặt ga lăng nhìn nó rất là ngầu ha. Rồi bên cạnh đó là cái phần mặt trước chúng ta có rất là nhiều cái lỗ cạnh, lỗ thông gió để làm mát cái động cơ nhanh hơn, khiến cho xe mà khi di chuyển ở trên các cái cung đường xa thì xe sẽ đáp ứng được cái vấn đề tản nhiệt. Rồi phần phía dưới là chúng ta có phần ga lăng, cái phần mà mặt cản trước của xe, mặt phần cản trước thì chúng ta có một cái dòng có một cái dải sáng đèn led đây màu trắng ha. Bên cạnh đó là bi cái đèn thì là đèn bi cầu lồi projector. Thì như quý vị thấy là đèn bi cầu lồi này cái khả năng chiếu sáng nó sẽ tốt hơn ha, sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đồng thời cũng có luôn cả cái đèn halogen kế bên, đèn pha cốt nha. Rồi phần dưới này chúng ta có một cái đèn cản nè ha, cho ánh sáng màu trắng nha. Đó, đối với lại cái xe Dắt A5 thì có thể nói là xe của chúng ta sở hữu cái chiều cao rất là lý tưởng ha. Xe sở hữu chiều cao rất là lý tưởng so với lại các xe phao và xe đồng phen khác. Thì có thể nói cái đầu cabin của xe Dắt A5 cao hơn. Nhìn như vậy quý vị có đoán được là xe của chúng ta là sở hữu một giường hay hai giường không ạ? Xe này là xe có kết cấu cabin đôi một giường ha. Đó, đây là phần hông xe. Đó, phần hông xe. Xe thì lúc nào cũng đi kèm với lại mua lốp gió theo xe, theo bản thiết kế xe. Thì cái chiều cao của cái xe này của chúng ta là được 3m7 ha. 3m7 40. Đó, quý vị nào mà về chở hàng pallet hay chở hàng xe máy thì chúng ta có thể nâng cái chiều cao lên là 4m. Như vậy nâng kích thước lòng thùng cao hơn thì chúng ta có thể chở được tốt hơn. Cái xe của chúng ta thì có cái trang bị là cái thùng cơ bản của bên phía nhà máy hoặc là thùng Phú Mẫn. Thùng này là thùng cơ bản của nhà máy đây. Thùng cơ bản của nhà máy thì có cái kích thước là 9m6 chiều dài. Đối với lại 7,5 tấn nha, thì có cái kích thước là 9m6 chiều dài, 2m3 60 chiều ngang và 2m1 50 chiều cao, đang đóng bạt 5 mảnh như thế này. Quý vị thấy. Bên cạnh đó là xe mở được 9 bựng đó. Phần phía dưới, phần bên hông xe chúng ta thấy bánh xe là bánh 10R20. Bánh 10R20 đây. Bánh này bánh Trao Giang nhập khẩu luôn, với lại 10 cái tắc kê có cái logo Dắt ở đây. Đó. Bánh trước và bánh sau đều là bánh Trao Giang nhập khẩu hết. Bên hông bên cạnh đó là chúng ta có một cái phần cản rất là đẹp ha. Phần cản bằng inox rất là đẹp. Phần trong phần cái phần này chúng ta có một cái bình dầu lớn, bình dầu này khoảng có chừng 400 lít. Bình dầu khoảng có chừng 400 lít. Bên cạnh đó là cái dung dịch, cái bình đựng dung dịch xử lý khí thải. Bình đựng dung dịch xử lý khí thải này là có cái dung tích là 22 lít nha quý vị. Thì ước chừng cái xe này nếu mà chạy, khi mà chạy trên đường chở đủ tải á, thì nó sẽ tiêu thụ khoảng có chừng 17-18 lít dầu và 1 lít dung dịch xử lý khí thải ha. Hiện tại bây giờ giá thành bán một cái dung dịch xử lý khí thải 1 lít nó rơi vào đâu đó khoảng có chừng
một can 22 lít thì nó tầm khoảng 260. Thì quý vị cứ tính ra vị trí 1 lít cũng không bao nhiêu ha. Đó. Rồi đi đến phần sau, chúng ta có cái phần hộp để đồ nè. Có thùng để đồ, thằng Dắt nó làm sẵn cho mình luôn, thùng để đồ đây. Nha, bánh sơ cua. Rồi sau này là phần cầu. Phần cầu như quý vị thấy là cầu xe Dắt ở đây có số hiệu là 32356. Thì cái phần cầu này là cầu 13 tấn, cầu sau 13 tấn nè. Phanh hơi lốc kê hai bầu. Rồi nhíp lá thì xe có sẽ là nhíp lá 2 tầng. Với tổng cộng là 8 lớp 8 cái lá nhíp trước, 8 cái lá nhíp ở trên cái tầng thứ nhất và 10 cái lá ở cái tầng thứ sau. Nhíp rất là lớn ha. Cái nhíp rất là lớn nè, quý vị có thể. Đó. Rồi. Thì nói chung là nhíp này nếu mà quý vị về chợ có tải thêm thì có thể đem một đâm thêm một hai lớp nhíp. Rồi về phần kết cấu chassis. Chassis thì quý vị coi đây. Chassis ở đây là hai lớp nha, rất là dày. Một cái là 8 ly với một cái là hai lớp, là một cái là 8 ly, một cái là 5 ly. 6 ly chứ, 6 ly. Thì quý vị thấy là nhíp dày với lại bạn nè. Cái bạn rất là to ha. Nó to hơn một cái găng tay của em luôn. Thì như vậy cái chassis xe này rất là ok, đáp ứng tốt đối với lại vấn vấn đề chở hàng quá tải ha. Nếu mà quý vị nào mà lấy cái xe mà để chở hàng tấn á, thì ưu tiên là vẫn là chọn cái xe mà 9 tấn mốt, thùng dài 83, đòn nó ngắn hơn thì mới sẽ chở hàng được tốt hơn. Và nếu chở hàng khối thì chúng ta lấy cái thùng này, thùng 9m6 ha. Đây là phần bên hông thùng. Rồi có thêm một đặc điểm nữa là đối với là cái xe Dắt A5 này, chúng ta thấy là bình ắc quy là bình 24V. Ở đây là có phần tắp mát ha, phần tắp mát rất là tiện lợi khi mà di chuyển. Xe của chúng ta là động cơ mới vừa được bật đó, nổ đó quý vị ha. Ở phần này chúng ta có là cái phần bật nắp động cơ lên bằng điện ha. Đây có nút bấm đây nha. Đó, lát nữa có gì em cho quý vị thấy cái phần động cơ của xe. Bên cạnh đó chúng ta nhìn thấy là xe ở đây, nếu mà quý vị nào muốn chốt số khung số máy thì có thể nhìn vô đây đó. Số khung số máy đó quý vị. Rồi xe tải Dắt A5 đó. Rồi bây giờ mình sẽ cùng đến với phần nội thất của xe nha. Phần nội thất của xe. Đây là cái phần nội thất của xe như quý vị thấy ha. Xe thật sự thì em đóng mở rất là nhiều cái cửa rồi, thì cái cửa xe Dắt này đóng cảm giác rất là đầm ha. Xe cửa rất là chắc chắn. Rồi thêm cái phần nữa là chúng ta ở đây có hốc để đồ nè, hốc để đồ, loa nè. Rồi tay nắm cửa rồi các thứ. Xe cũng rất là cao. Xe của chúng ta cũng rất là cao thì ở đây chúng ta có hai bậc bước lên ha. Đó, hai bậc bước lên. Nội đây là nội thất xe ha. Nội thất xe thì xe là có một giường nằm với lại hai chỗ ghế ngồi, thì xe chỉ được đăng ký là hai người ngồi thôi. Nè quý vị, xe nhập khẩu đăng ký hai người ngồi. Ghế thì chúng ta có ghế hơi. Đó, ghế hơi bên bên tài xế, còn ghế phụ thì không có ghế hơi. Đó. Rồi bắt đầu vô. Ở đây chúng ta thấy là sẽ có cái xe của chúng ta sẽ có cái chìa khóa điều khiển từ xa như vậy ha. Cũng rất là tiện lợi ha. Cho quý vị, hai chìa khóa sơ cua và một chìa khóa điều khiển từ xa. Đó, đang để sẵn ở đây. Còn phần trên này, phần trần thì chúng ta sẽ có là cái FM radio ở đây. Hai cái hộc đựng đồ hai bên và ở đây là phần đèn chiếu sáng cho xe. Đó. Rồi khi mà ngồi lên ghế này thì nó khá êm ái ha quý vị. Ngồi ghế hơi thì rất là êm. Còn đây là cái mặt mà khi mà chúng ta chạy trên đường sẽ sử dụng rất là nhiều. Đó, phần mặt đồng hồ của xe. Ở đây chúng ta thấy có thứ nhất là rất là thoải mái khi mà điều khiển ngồi trong chiếc xe này. Máy lạnh thì cực kỳ mát. Đó, mở tí nhạc lên.
Đó, rồi chúng ta ở đây cũng có phần điều khiển giờ nè. Công tơ mét của xe đang nằm ở 2061 km, là xe là chạy từ ngoài Bắc vô miền Nam ha. Rồi tay lái của Jack là tay lái có 4 chấu. Tay lái này tích hợp phần còi ở trên này. Còi hơi và còi điện thì chúng ta sẽ được điều chỉnh bởi cái phím này ha, thay đổi qua lại còi hơi còi điện. Ở bên này chúng ta cũng có một cái phần đèn ưu tiên và các bộ phận đèn chiếu sáng, coi cái góc sáng đèn đây ha. Rồi bên cạnh đó là xe có một điểm là đáng lưu ý là đối với cái chiếc xe này, chúng ta thấy là xe là có số 2 tầng ha, số 2 tầng 8 số tiến nè. Số 1 ứng với số 5 và số 3 ứng số 7, số 2 ứng với số 6, số 4 ứng số 8 ha. Hai số lùi được lấy chuyển số ha, phân bằng hơi. Rồi xe cũng có kính chỉnh điện một chạm ha. À, ngồi trong xe thì chúng ta sẽ phải xem là xe thùng dài như vậy thì cái góc khuất nó có nhiều không, thì trả lời luôn là cho anh em là có khóc góc khuất chứ không thể nào mà hết được, xe nào cũng thế thôi. Thì ở đây chúng ta có cái gương, hai bên gương như vậy nha, hai bên gương như vậy, ok, có hai bên gương như vậy. Chân côn đạp rất là nhẹ nha. Nghe nói cái xe này, cái xe này thêm cái nữa nha, các bạn nhìn nè, số má rất là nhẹ nha. Đó, số má rất là nhẹ, cái thứ rất là nhẹ. Xe này thì chạy mình sẽ không phải ghi côn nhiều đâu, tại vì số rất là nhẹ, cực kỳ nhẹ luôn. Và bây giờ mình sẽ có cái phần review cái phần động cơ xe, tiếng máy nổ nha. Đó thì em vừa mới bật động cơ nha. Thì xe này cái mức, cái gan ti nó nằm ở cái mức 6 mấy nhỉ, 63 nhỉ, 630 á. À, xe cách âm trong đây rất là tốt. À, đồng thời nè, khi mà mở máy lên là có một điều là gương chiếu hậu hai bên là nó không bị rung lắc. Vì vậy là cái xe này chúng ta khi mà di chuyển nó sẽ có được cái phần lợi điểm hơn, nó sẽ không có gây chói mắt, lóa mắt cho tài xế, hành khách ha. Đây, đây có phanh hơi nè, cupo, phanh hơi. Đây, cái xe này cũng có phanh cupo nha quý vị. Đó. Rồi, đây là cái tầm nhìn của em. Đó, đang nhìn thấy cái showroom ô tô Phú Mẫn chi nhánh Đồng Nai. Đấy, các khứa đang giỡn các thứ. Đấy, em gái. Rồi, quý vị thấy ở nơi này chúng em được cái rất là nhiệt tình, vui vẻ. Đó. Bây giờ thử chạy thử ha, thử chạy đoạn thôi. À, bây giờ sẽ vô số luôn. Vô số. Các quý vị thấy là khi mà vô số nó rất là nhẹ ha, rất nhẹ nhàng. Đó, vô số rất là nhẹ nhàng. Rồi, bây giờ mình lùi thử. Đó, vô số cũng rất là nhẹ. Nhẹ, nhẹ lắm quý vị. Số cực kỳ nhẹ luôn. Phải nói là như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ xuống coi thử cái máy của xe này nha. Đó, mở cửa ra thì bây giờ mới nghe tiếng máy. Ui, xem rớt điện thoại. Đây là tiếng máy xe. Đó, xe đã bật đèn lên hết rồi. Quý vị thấy là xe là đèn chủ yếu là đèn trắng ha, rất là đẹp. Quý vị nhìn xem, đèn rất là đẹp ha. Xe rất là đẹp ha. Bây giờ mình sẽ đến với cái tiết mục mở đầu cabin ha. Mở đầu cabin. Khi mà mở cabin thì mình phải mở cái nắp này lên trước ha.
Đó, cái nắp này khi mà một bấm cái nút kéo cái đó thì mình sẽ mở được cái phần này ha. Phần này nó có hai phần trợ lực ra ha. Chúng ta có thể nhìn vô đây nè, thấy phần mặt trước của xe ha. Bên cạnh đó xe mới vừa đầy hơi xong. Đó, bây giờ mình sẽ gạt cái thanh này sang đúng như vậy. Đó, bấm cái này và từ từ cabin nó sẽ nâng lên. Cái này là người ta nói là cap up á, là có nghĩa là cabin nâng á, còn cap down có nghĩa là cabin xuống. Cap locking có nghĩa là khóa ha. Chúng ta thôi. Rồi đây nó có cái nấc, nó có cái nấc giữ an toàn nè, các quý vị thấy không? Đây là cái tiếng xe động cơ du chai. Đây là cái tiếng xe động cơ du chai của xe Jack A5. Thì cái động cơ này là động cơ 4 máy ha, 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàng. Thì xe này là động cơ du chai có dung tích xi lanh là 4.7 lít, nó sản sinh ra cái công suất nó cũng khoảng 200 mã lực quý vị ha. Thì xe rất là khỏe. Đây là cái tiếng máy của xe. Đây là cái tiếng máy của xe. Thì chiếc xe này là một cái chiếc xe rất là thích hợp để đi đường trường, đường dài và chở những cái hàng có cái cường độ vận chuyển cao ha. Rồi vậy em đã quay cho quý vị chi tiết các cái xe Jack A5 này rồi. Bên cạnh đó là bên chỗ em cũng còn rất là nhiều cái xe, ví dụ xe Phao và xe Đông Phen Hoàng Huy. Đây quý vị thấy xe Phao, xe Đông Phen Hoàng Huy, sassy tụi em đang chất về đây. Ở vị thấy không ạ? À, bên chỗ tụi em là xe là bên là đại lý ô tô Phú Mẫn chi nhánh Đồng Nai. Thì nếu mà quý vị nào đang có cái nhu cầu mua xe thì có thể liên hệ với em theo số máy bên dưới. Em bãi của tụi em là rất là rộng, khoảng 10.000 đến 12.000 mét. Em cũng không nhớ nữa. Nhưng mà chắc chắn là sẽ có đủ chỗ ngồi. Chắc chắn là sẽ có đủ chỗ để cho quý vị lái thử xe ha, cũng như cảm nhận cái xe nó chi tiết nhất có thể. Rồi em xin chào và tạm biệt. Chúc quý vị một ngày tốt lành nhất.